Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã đến với Tin Hit TV, nơi liên tục cập nhật những tin tức hot nhất và mới nhất trong ngày và trong tuần. Lộ diện, tài xế số 1, lái siêu xe chở Kim Jong-un ở Singapore. Tại hội nghị thượng đỉnh Liên Triều diễn ra tại làng đình chiến Panmunjom vào tháng 4 vừa qua, vẫn chưa ai biết khuôn mặt của người đàn ông được mệnh danh là tài xế số 1, Triều Tiên. Theo Korea Times, danh tính người lái chiếc Mercedes-Benz S600 Pullman qua chở nhà lãnh đạo Triều Tiên trong các chuyến thăm trong nước và quốc tế được coi là một bí ẩn. Nhưng người đàn ông bí ẩn này đã lộ diện khi lái xe chở nhà lãnh đạo Kim Jong-un trên đường phố Singapore. Các phóng viên của hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đã chụp được những bức ảnh người này lái chiếc limousine chống đạn ra khỏi Jeep Anna, phủ tổng thống Singapore, sau khi ông Kim Jong-un gặp mặt thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Vị tài xế này không phải một người trẻ tuổi, Korea Times nhận định. Ông cũng không có cơ bắp và lực lưỡng như mọi người thường hình dung về một người lái xe tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên. Giờ đây, mọi người đều biết khuôn mặt ông, song người lái xe này là ai thì vẫn chưa rõ. Tài xế số 1 của cố lãnh đạo Kim Dong Il là một thành viên cấp cao trong Đảng Lao động Triều Tiên. Hiện chưa rõ tài xế lái xe cho ông Kim Dong Un có phải một nhân vật có địa vị như vậy không. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tin tức của chúng tôi. Xin hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Tin Hit TV của chúng tôi. Và đồng thời quý vị và các bạn sẽ nhận được tin tức mới nhất từ chúng tôi, ngay khi chúng tôi ra video mới. Xin chân thành cảm ơn.